Xin chào các bạn, trở lại với xe đời sống.vn và trong cái chương trình trải nghiệm đánh giá xe. Vâng, và để đến được những cái điểm cao ngọn đồi như thế này ấy, thì cần một cái người bạn đồng hành. Và vâng, Subaru Forester thì là một chiếc SUV 5 chỗ gầm cao, kích cỡ thì ở trong phân khúc là hạng C, có nghĩa là cùng với một số những cái mẫu xe khác như Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander hay Peugeot 3008. Và qua một cái hành trình trải nghiệm mà chúng tôi đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì với một cung đường quá quen thuộc với nhiều người thì cũng biết là những cái điều kiện lái xe rất là linh hoạt, đa dạng. Và lên Đà Lạt này thì chúng tôi có thể đi được khám phá rất nhiều những cái điểm cao, những cái ngọn đồi, những cái khu rừng rất là thú vị, thể hiện một cái chất tự do phóng khoáng, một cái chất hoang dã của một cái mẫu xe Adventure. Là một thương hiệu xe của Nhật và cũng có những cái dấu ấn đặc sắc riêng, thì Subaru có một cái triết lý, đó là họ sản xuất những cái mẫu xe dẫn động hai cầu, vì cái điều đấy là đem đến một cái đặc tính an toàn. An toàn là một cái yếu tố mà Subaru luôn đặt lên đối với lại những cái sản phẩm, những cái mẫu xe của mình, cùng với lại những cái công nghệ an toàn khác, ví dụ như là tổ hợp công nghệ an toàn Eyesight tiên tiến ở trên chiếc Forester này, là đem đến cho khách hàng một cái sự tự tin và có thể đi lại được ở rất nhiều những cái địa hình. Đôi khi là đi trên đường on road, một hệ dẫn động hai cầu thì cũng cho bạn một cái sự an toàn hơn, ví dụ như các cái tình huống mà như khi mà chạy trên đường đèo, đèo Bảo Lộc, hoặc đôi khi nếu mà các bạn lái xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt. Và ngoài ra thì Subaru còn có một cái đặc sản rất là nổi tiếng khác, đó chính là động cơ Boxer, một động cơ đối đỉnh với những cái đặc tính ưu việt, ví dụ như là trọng tâm thấp đem đến một cái khả năng ổn định tuyệt vời hơn cho các cái sản phẩm, cho các mẫu xe của Subaru. Hiện tại bên cạnh mình đây là Forester thế hệ hoàn toàn mới thì cũng đã có một cái sự lột xác rất là nhiều. Mẫu xe thì có một cái thiết kế ngôn ngữ hiện đại hiện nay của Subaru đang áp dụng trên tất cả các bộ sản phẩm. Rồi tiếp đến là một cái tổ hợp nền tảng khung gầm Subaru Global Platform mới, vẫn sử dụng động cơ Boxer, vẫn là hệ dẫn động Symmetrical All-Wheel Drive. Thì tất cả những cái điều đấy cùng với lại tổ hợp công nghệ hiện đại Eyesight thì làm cho một cái Forester như này thì hoàn thiện hơn về mọi phương diện, về thiết kế, về độ rộng rãi, tiện nghi trang bị, chất lượng vận hành. Các bạn có thể thấy thì Subaru là một thương hiệu, họ có một cái lập trường rất vững trong cái thiết kế các sản phẩm của mình. Chính là các bạn có thể thấy là họ đã trang bị thêm rất là nhiều cái chi tiết mạ chrome ở phần đầu xe để cho chiếc xe nó đẹp hơn, nó ấn tượng hơn và nó bắt mắt hơn đối với khách hàng. Đấy, nếu mà để ý so với thế hệ trước thì phần đầu đã được làm dày hơn. Và cái điểm mà mình thích nhất ở cái phần đầu này đó chính là cái cụm đèn pha. Forester 2019 này nó vẫn giữ lại những cái kiểu đường nét thiết kế vuông vắn và đầy đặn của Subaru. Có thể nói là những cái đường viền, cửa kính đều được là trang bị chrome, và những cái đường nét bên hông của chiếc xe nó sẽ không có quá là đường cong quá nhiều. Và chiếc Subaru Forester 2019 này sẽ sử dụng cái bộ mâm 18 inch 5 cánh và được phay rất là đẹp mắt. Nếu các bạn có để ý kỹ thì cái phần gương chiếu hậu bên phải sẽ được trang bị thêm một cái phần camera. Đây là camera cặp lề. Các đường nét thiết kế rất là tối giản thôi, vừa vặn. Cụ thể là cái phần đèn hậu này thì trên thế hệ Forester mới sẽ là cụm đèn hậu được thiết kế theo hình chữ C. Đó, đây, rất là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy wow, một cái khoang hành lý mà mình có thể thấy là cực kỳ rộng rãi luôn. Và cái khoang hành lý này vốn nó đã rộng rồi thì Subaru họ đã trang bị thêm hai cái nút nhấn hai bên này để có thể gập được cái hàng ghế thứ hai này nhằm tăng thêm cái diện tích khoang hành lý. Và bây giờ mình sẽ gập thử cho bạn xem nha. Và cái từ mà mình có thể miêu tả toàn bộ chính xác nhất về cái khoang lái của chiếc Forester thế hệ mới này, đó chính là nó thân thiện với người dùng và nó cực kỳ dễ điều khiển. Những cái nút bấm có kích thước rất là vừa phải và những cái phông chữ cũng như là những cái hình biểu tượng được Subaru họ thiết kế vừa phải, nhưng mà nó rất là trực quan và rất là dễ thao tác, dễ nhận diện cho người sử dụng. Và ở bên trái cái cụm vô lăng này, đó chính là cái cụm điều khiển những chế độ thông tin giải trí cũng như là nhận ngắt cuộc gọi. Còn ở riêng phần bên phải này, đó chính là cái khu vực để chúng ta điều khiển những cái chế độ vận hành của chiếc xe. Ở đây các bạn có thể thấy đó chính là cái phím bấm điều khiển cái chức năng mà kiểm soát hành trình thích ứng, Adaptive Cruise Control. Ngoài ra
ở dưới bên này là hai chế độ vận hành SI. Thì cái khu vực bảng đồng hồ là cái khu vực hiển thị cái thông số vận hành chiếc xe, tù máy, vận tốc của chiếc xe. Còn ở khu vực ở giữa này, đó chính là cái khu vực bố trí riêng cho hệ thống thông tin giải trí. Và một cái điểm mà mình có thể nói là đặc sắc, đó chính là cái phần màn hình hiển thị của hệ thống an toàn iSight. Đó, một cái màn hình vừa phải thôi, nhưng mà được thiết kế cái chất lượng hiển thị rất là tuyệt vời. Để mà điều khiển được cái màn hình hiển thị này, chúng ta sẽ sử dụng một cái phím bấm info trên phần vô lăng. Bây giờ mình thử chuyển cái chế độ cho các bạn xem. Và Forester 2019 cũng được trang bị những cái tính năng tương tự những cái dòng xe khác, giống như là phanh tay điện tử cũng như là chế độ giữ phanh tự động Auto Hold được trang bị ở đây, rất là dễ thao tác cho người lái. Ok, thì bây giờ mình đã ngồi vào cái hàng ghế thứ hai này và thật sự mình có phải nói lên là wow, cái hàng ghế thứ hai này nó quá rộng đi. Mình cao 1m8 nha, mình thể ngồi một cách thoải mái này, chân là duỗi thẳng tới trước luôn. Mặc dù cái ghế tài xế này đã được chỉnh rất là rộng rãi rồi, nhưng mà hàng ghế thứ hai có thể nói là cực kỳ thoải mái cho người ngồi. Đây, mình ngồi cái tư thế tựa lưng nó cũng đã thoải mái rồi, và đặc biệt nhất là cái khoảng để chân này. Phải hơn một gang tay cái đầu gối mình mới chạm được cái con ghế phía trước. Một điểm mà mình muốn nói đến đó chính là cái phần chất liệu da trên cái chiếc Forester 2019 này nó thật sự là tuyệt vời. Ghế ngồi rất là sướng, và những cái mảng da này được Subaru họ thiết kế, nó đắp vào nhau, nó tạo thành những cái liên kết nhìn rất là đẹp mắt. Đây các bạn có thể thấy, đây là da có đục lỗ nha, nhằm tạo cái thoải mái hơn, thoáng mát hơn cho người ngồi. Và những cái mảng miếng da này được đắp vào nhau rất là đẹp, những cái đường chỉ khâu là tuyệt vời luôn. Và đây là hai cái cửa gió hàng ghế phía sau cũng như là hai cái cổng sạc, đầy đủ tiện nghi cho một gia đình nhỏ có thể đi trên những hành trình dài. Qua trải nghiệm lái thì Vinh có cảm nhận như thế nào về cái chiếc xe này? Cái cảm nhận mà rõ ràng nhất mà em thấy đó chính là chiếc xe nó lanh quá. Với mẫu Forester thế hệ hoàn toàn mới này thì có 4 cái giá trị cốt lõi mà nổi bật đặc trưng của Subaru. Đầu tiên thì đó là được áp dụng một cái công nghệ về khung sàn toàn cầu Subaru Global Platform. Một cái khung sàn này thì nó được thiết kế và được kiến trúc xây dựng để làm sao mà tăng cường về cái độ cứng này, rồi là hoàn thiện về cái khả năng chịu lực xoắn vặn của cái chiếc xe, cũng như cải thiện cả về cái khả năng cách âm. Và với một cái khung sàn mà nó cứng chắc, một cái nền tảng nó tốt hơn thì đem lại một cái chất lượng vận hành nó tốt hơn. Cái thứ hai là một cái động cơ Boxer, động cơ đối đỉnh nằm ngang. Cái giá trị thứ ba là một hệ thống dẫn động 4 bánh đối xứng luôn, Subaru gọi là SAVKD, nghĩa là Symmetrical All-Wheel Drive. Và cái hệ thống này thì cũng nhờ cái việc mà thiết kế nó đối xứng, cái việc mà đem lại một cái cấu trúc phân bổ giữa trước và sau cho cái chiếc xe này nó cũng được hoàn hảo hơn. Và cái giá trị thứ tư đó chính là công nghệ iSight, thì mình có nhấn mạnh một tổ hợp về công nghệ, những cái trang bị về an toàn đem đến cho người lái hoặc là cũng như là hành khách ngồi trong xe những hành trình của nó an toàn hơn. Một cái cảm giác mà mình thích khi ngồi vào cái chiếc xe đó là một cái sự tinh tế, hoàn thiện, chất lượng hơn từ cái mùi nội thất nhá, bao gồm các cái vật liệu ra, nó cảm tạo đến một cái cảm giác dễ chịu. Với một cái người lần đầu tiên mà ngồi vào một cái chiếc xe mới thì các bạn sẽ có được cái cảm xúc đó. Và một cái điểm ưu là đó chính là cái tư thế ngồi lái này, ghế ngồi thì rất là dễ chịu nha, ghế ngồi ghế bọc da chỉnh điện. Và cái thiết kế cột A của Forester là một trong những thiết kế rất là tốt, nó làm cho cái người quan sát ngồi ở đây có thể bao quát rất là tốt luôn. Cái vô lăng ở trên chiếc Forester mình cảm giác như là nó đã được giảm thu lại về cái đường kính so với lại cái mẫu cũ. Thế thì cái điều này đem đến nó gần giống như cái vô lăng ở trên nhiều những cái mẫu xe hạng sang hiện nay ấy. Thường là cái xu hướng là giảm nhẹ một chút về cái kích thước, thì cái điều này làm cho cái việc chuyển nó linh hoạt hơn. Và từ Việt Nam thì cả 3 phiên bản của Forester mới đều sử dụng chung một cái hệ động lực, động cơ xăng nạp khí tự nhiên, không phải tăng áp. Vâng, và cái động cơ này thì cũng kết hợp với lại hộp số CVT tuyến tính Linearronic. Và cái hộp số này thì bản thân không đơn thuần chỉ là một cái chế độ CVT như một vài cái mẫu xe rẻ tiền hơn,
Hộp số này thì được lập trình cũng cho phép là người lái thay đổi được hai cái chế độ thông qua cái bộ điều khiển S-Drive. Và cái này thì người lái có thể chọn được chế độ thể thao, nút S, hoặc là chế độ Intelligence, chế độ thông minh về hiệu quả năng lượng, có nghĩa là có thể lái nó dịu hơn, nó mềm hơn, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thì như vậy là người lái rất là đơn giản, việc chọn giữa S hay là giữa Y, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chưa hết nhá, hộp số CVT này thì nó còn có một cái chế độ giả lập 7 cấp số ảo đó. Và như vậy thì ở cần số này, ngoài D thì khi mà chuyển sử dụng lấy số tay ấy, sang số vô lăng thì có thể chuyển sang M, và khi đó thì cũng có một chút chủ động hơn. Tất nhiên là nó không thể ép số như những cái hộp số có cấp khác. Và nếu bạn nào mà quen sử dụng hộp số số sàn ấy, mà lấy vô lăng ấy, thì cũng có được một vài cái phân khích. Cái việc mà chuyển sang hộp số CVT này, Subaru mong muốn đem đến một cái trải nghiệm cho người lái. Cái việc lái xe nó nhàn nhã và nó êm ái, nó tiện nghi hơn. Và các bạn cứ thử nghĩ mà xem, với một mẫu SUV cỡ C như thế này, cái người sử dụng ở Việt Nam ấy, thì cái nhu cầu thực tế phổ biến vẫn là để đi phố, hay là đi đường quốc lộ đi về tỉnh, hoặc có thể đi lên những cái vùng Đà Lạt, Cao Nguyên như này. Chứ còn bản chất ấy, cũng rất ít khi mà đi off-road ấy, vì một cái mẫu xe như thế này thì thường là cũng là một cái mẫu xe mà ở tầm giá 1 tỷ cũng đã là một cái mẫu xe rất là khá giả đó. Gia đình khá giả thì họ thường, nếu mà dân chơi off-road thì họ có thể mua những cái dòng xe SUV mà body unframe, hoặc là xe bán tải thì có thể chơi off-road. Chứ còn một cái mẫu xe kiểu như là Forester này, X-Trail, Outlander thì không ai mua để mà đi chơi nghịch phá off-road cả, đúng không? Nên các bạn cũng đừng quá gọi là quá cường điệu về cái hệ thống dẫn động 4 bánh. Cái hệ thống này mục tiêu của Subaru vẫn là đem đến an toàn tối đa cho người sử dụng cho chiếc xe. Và nhất là trong những cái tình huống và điều kiện đường trơn trượt. Chính vì nhờ mà cái cấu trúc khung sàn mới này, cùng với là một cái động cơ Boxer và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng, thì nó làm cho cái trọng tâm của xe thấp. Thì chính vì vậy mà mình và bạn Nguyên lái đường đèo, rất nhiều đèo Bảo Lộc hay là đèo Brent, rồi nhiều cái cung đèo ở trên Đà Lạt đó, thì cái khả năng vào cua của xe rất là tốt. Đó, thì bên cạnh động cơ Boxer rồi hệ dẫn động đối xứng thì còn có một cái hệ thống khác cũng rất là thú vị, đó chính là hệ thống điều biến moment xoắn chủ động. Cái hệ thống mà cân bằng điện tử thì nó can thiệp chủ yếu đến là phanh thôi. Tuy nhiên là cái điều biến vector này thì nó còn phối hợp với cả cái lực của động cơ đấy. Ví dụ khi bạn vào cua thì cái moment nó cũng phải giảm xuống. Đúng. Nó phối hợp cùng với lại cân bằng điện tử nữa thì nó làm cho cái việc chuyển hướng của cái xe tổng hòa là nó rất là smooth, rất là êm. Đúng. Và nó rất là cân bằng. Đó. Ngoài ra thì cũng có đầy đủ những cái như ABS là hỗ trợ phanh điện tử hay nhiều những cái thứ khác. Thì cái lúc mà em đi địa hình, và đặc biệt là cái lúc mà em sử dụng cái núm xoay để chuyển cái chế độ off-road, là hầu như là các hệ thống an toàn trên xe nó đều được kích hoạt từ cái hệ thống cảnh báo điểm mù này. Tại vì lúc đó là cây hai bên rất là nhiều, nó báo rất là chính xác. Và đặc biệt là cái hệ thống phanh hỗ trợ đổ đèo, cái lực phanh nó tác động làm cho mình không có bị quá bất ngờ, mình vẫn kiểm soát được chiếc xe rất là tốt. Ở đây chế độ X-Mode này thì hầu hết nếu có hai cái chế độ rõ ràng nhất, đó là một cái chế độ là Snow and Dirt, là một cái chế độ đường tuyết nhẹ. Bên cạnh hơn thì một cái chế độ khác là Deep Snow, có nghĩa là đường tuyết nặng. Thế thì ở Mỹ hay là một số những cái nơi mà vùng xứ lạnh ấy, thì mới có điều kiện trải nghiệm cái đường tuyết này, thì rất là trơn, dễ bị xe, dễ bị trượt. Những cái xe dẫn động một bài một cầu ấy thì nguy hiểm lắm. Và ở cái chế độ Deep Snow này hay là Mud thì có thể là hơi bùn. Có nghĩa là cái chế độ này là nó cho một cái khả năng đi off-road với cái điều kiện khó khăn hơn nữa. Chuyển sang chế độ X-Mode này thì cũng có thể sử dụng ở trên cái điều kiện như là đường cát, có thể đi được. Mình cũng đã trải nghiệm rồi. Nhờ áp dụng được cái cấu trúc khung sàn SGP mới đó, thì nó có một cái sự tinh tế ở trong cái cảm giác lái, đó chính là gần như là toàn bộ chiếc xe từ khung gầm, từ động cơ, tất cả các cái cơ cấu cấu thành với một cái thao tác của người lái với chân ga, thì mình cảm nhận nó rất là nhất quán, rất là đồng khối.
sự thì những cái điểm mà độc đáo nhất, hay nhất thì anh Hiếu đã nói rồi. Và cái điểm cuối cùng mà cá nhân mình đánh giá đó chính là Subaru họ làm chiếc xe này đúng theo cái tiêu chí ban đầu, đó chính là nó mang lại cái cảm giác yên tâm khi mà vận hành cho gia đình. Điểm em thích nhất đó chính là cái công nghệ iSight. Giống như là vận hành trên phố thì không chỉ là xe ô tô ở phía trước mà cái hệ thống mà cảnh báo tiền va chạm đó, nó nhận diện những cái xe máy rất là hay. Và cái điểm này là một cái điểm mà thực sự là đáng cân nhắc để trong vận hành trong cái đường phố Việt Nam khi mà mua chiếc Forester này, tại vì xe máy rất là nhiều rồi và có thể băng cắt bất cứ lúc nào. Và hôm qua thì thực sự có một tình huống mà mình phải công nhận là chiếc Forester này thông minh, đó chính là lúc mà em vận hành nó bị khuất tầm nhìn, có một chiếc xe máy nó băng ngang qua và thực sự cái hệ thống iSight này nó tác động tức thì luôn. Mình cái não mình lúc đó còn chưa có kịp phản ứng với tình huống đó là cái công nghệ iSight đã can thiệp rồi. Và cái điểm đó thật sự là một cái điểm mà mình mang lại cảm giác rất là yên tâm khi mà vận hành chiếc xe này. Thế thì mình cũng chia sẻ thêm rằng công nghệ iSight đó là một tổ hợp một số những cái trang bị chứ không phải là một cái tính năng. Ví dụ như là trong đó nổi bật nhất đó chính là cái hỗ trợ phòng tránh đâm va ở phía trước, và nó có thể chủ động phanh nếu mà người lái mà với vào một cái tình huống nguy hiểm có thể xảy ra đâm va. Và nếu mà người lái không có tác động chủ động phanh ấy, thì hệ thống sẽ can thiệp vào phanh và thậm chí có thể phanh dừng chiếc xe để đảm bảo là không có một cái sự đâm va. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là hệ thống cảnh báo trạch làn đường, cũng trong cái tổ hợp iSight, đó chính là cảnh báo điểm mù. Đèn cảnh báo điểm mù là Subaru bố trí nó rất là sát với lại người lái, không phải nằm mép ngoài gương như một số mẫu xe khác mà nằm ngay phía trong. Thế thì nó đem lại một cái khả năng nhận diện nhanh hơn cho người lái. Thì từng một cái chi tiết nhỏ mình cho rằng như thế đó nó cũng là một cái sự tinh tế của Subaru. Rồi ngoài ra còn có thêm cả cảnh báo phương tiện tạt ngang phía sau. Với một chiếc Subaru như thế này, với một cái trải nghiệm lái và những cái đặc tính vận hành như thế này, so với lại những cái mẫu xe khác ở trong phân khúc, thì Forester thực sự cũng là một cái mẫu xe rất là thú vị. Nếu bạn không quá cần một cái chiếc xe mà nó có kiểu thiết kế mà nó kiểu bay bổng, nó hào nhoáng, và cái chất của Subaru ấy, thì bạn lái bạn càng lâu bạn càng thích, càng lái nhiều càng thích, và nó dần dần nó quen. Anh bạn mình trước cũng đã sử dụng một chiếc Forester và cũng chia sẻ một cái điều tương tự, đó là một cái chiếc xe càng lái càng thích. Và cầm lái Subaru rồi ấy, thì cũng lái sang nhiều những cái mẫu xe khác thì cũng cảm thấy khó, trừ khi là lên những cái dòng xe nó sang trọng hơn hẳn, ví dụ như là BMW hay là Porsche thì không nói làm gì. Như vậy những cái phân khúc tầm trung thì Subaru đúng là một cái sự khác biệt trong những cái mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản. Thế thì lại có một cái thông tin rất là quan trọng như thế này, là những cái mẫu xe Subaru mà đang được công ty ô tô Hình Tượng Moto Image phân phối tại Việt Nam ấy, thì có 3 phiên bản. Khách hàng có thể chọn lựa với một cái mức giá là trên dưới 1 tỷ đồng. Cụ thể thì tùy theo từng phiên bản. Thế nhưng mà tất cả những cái mẫu xe Subaru Forester này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đây là một cái thông tin rất là hay, là cái việc mà Subaru chuyển sang sản xuất ở Thái Lan ấy, thì nó đã làm giảm giá thành sản phẩm xuống. Đấy. Thì cái việc mà lắp ráp xe với cái tỷ lệ nội địa hóa là đạt cái tiêu chuẩn là 40% trở lên, thì cái thuế nhập khẩu trong các nước ASEAN ấy, thì nó giảm mà nó bằng không. Chính vì vậy mà cái giá xe Forester hiện nay thế hệ mới này thực sự là thấp hơn rất là nhiều so với lại thế hệ trước. Thì đấy cũng là một cái rất là lợi thế để Forester, để những cái mẫu xe của Subaru tiếp cận khách hàng Việt một cách rộng rãi hơn. Và quả thực giờ đây thì mình có vẻ cảm thấy là nhiều hơn những cái mẫu xe Forester thế hệ mới đã chạy trên những cái cung đường cả nội thành ở Sài Gòn cũng như là trên đường, tức là mình dễ bắt gặp một cái chiếc Forester hơn. Đó là một cái điều rất là tốt, và mức giá thì như thế mình cho rằng cũng nó có thể nhỉnh hơn một chút so với một vài cái thương hiệu như là Mitsu hay là Mazda CX-5. Thế tuy nhiên với một cái chất lượng như này thì hoàn toàn cũng rất là xứng đáng. Rồi, và trong một cái hành trình trải nghiệm lên Đà Lạt với nhiều điều thú vị thì team Xe Đời Sống cũng đã đem đến các bạn những cái đánh giá, những cái cảm nhận về Subaru Forester hoàn toàn mới. Và các bạn có cảm nhận, có chia sẻ, có mong muốn hay là những cái điều gì đấy liên quan đến mẫu xe này thì cũng đừng ngại ngần comment xuống phía dưới clip với Xe Đời Sống nha. Và
Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip trải nghiệm đánh giá xe tiếp theo. Ok. Cảm ơn các bạn. Nhớ like và subscribe kênh channel của Xe Đời Sống nhé. Bye.